chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video tiếp theo của em. Thì video này em trả hàng cho bác khách ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam nhé. Đấy, bác đặt máy Cricket V5 bản đời mới nhất nhé, màu đen. Đấy. Thì em cũng quay một cái video về nội thất và test máy cho bác khách xem nhé. Đấy. Nội thất. Máy chạy là 24 phép này, chở chân đồng tay quan xịn. Hai biến áp Samut 3800G chính hãng, 4 diode phét này, 4 tụ phóng Ecop Nhật xịn 680W 450V, 6 tụ băm 80m² của Samut, 2 cảm, 2 cảm E65. Đấy. 4 tụ lọc nguồn nhé, tụ 15.000W, tụ lớn 3 rô le chống ngược. Đấy. Còn đây là kẹp. Cái máy thì em đang kẹp sẵn luôn để đấu sẵn, test sẵn cho các bác xem luôn. Đấy. Em lưu chế độ cho bác khách nhé. Thì đầu tiên là chế độ đánh vợt, cá trắng để tần số là 75 này, rộng xung 75 và độ băm là 40. Đó, rất là khỏe nhé. Tiếp theo là chế độ thả cát cá trắng để tần số là 65 này, rộng xung là 100 này, độ băm là 60. Chế độ số 1 thì em cài sẵn cho bác khách là đánh thả cáp tổng hợp nhé, cả da trơn và cả cá trắng. Đấy thì để tần số là 60 này, rộng xung là 100 này, độ băm là 80. Rồi thì em xin phép là làm cái video test ngắn cho bác khách. Thì máy thì nhân viên nhà em đã làm và test kỹ cho bác rồi. Đấy thì em trên video thì em cũng làm cái video test ngắn thôi. Thì máy này nhà em bán ra thì có bảo hành sửa chữa 1 năm. Tất cả linh kiện sửa chữa thì đều đồng bộ theo máy nhé. Từ con trở, tai quan xịn này, hay là biến áp Samut 3800 chính hãng này. Đấy, đều ngon hết nhá. Các bác sử dụng lâu dài yên tâm. Các bác ủng hộ kênh, đăng ký kênh của em thì sẽ được miễn phí ship. Đấy thì cũng mong các bác ủng hộ kênh của em. Đấy, cũng hỗ trợ được phần nào. Máy này gửi về Quảng Nam thì hơn 100.000 tiền ship nhé. Thì cũng đỡ được phần nào cho các bác nhé. Cảm ơn các bác.